Sáng 20 tháng 5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thay mặt chính phủ báo cáo trước Quốc hội đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Trong đó, phòng chống tham nhũng đạt một số kết quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Trong năm 2023, các cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra hơn 1.100 vụ án với gần 3.000 bị can phạm tội về tham nhũng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, các đơn vị đã khởi tố mới 468 vụ liên quan tội phạm về tham nhũng, chức vụ với nhiều vụ án lớn, tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, hiện nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu với quan điểm chống tham nhũng không ngừng nghỉ không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể đó là ai